Tiếp theo là câu hỏi đến từ khán giả có tên là Lê Thanh với nội dung như sau. Tôi vệ sinh chuồng trại, xịt sát trùng một lần mỗi tuần thì có phù hợp không? Vâng thưa chị Thanh, sau đây sẽ là những giải đáp của chuyên gia dành cho câu hỏi của chị. Nếu mà trong trường hợp mà khi mà thời tiết nó thay đổi bất thường ấy, hoặc là bạn nuôi gà mà liền kề nó có những cái vùng nó bị dịch ấy, thì mình mới thực hiện phun sát trùng một tuần một lần. Còn nếu mà không ấy, thì mình có thể áp dụng một cái quy trình coi như là một tháng một lần hoặc là 20 ngày một lần cũng được, không nhất thiết là phải xịt một tuần một lần. Vấn đề thứ hai là khi xịt chuồng thì nó phải căn cứ vào cái đệm lót của bạn có áp dụng cái quy trình chăn nuôi độ lót sinh học hay không. Nếu mà bạn sử dụng một độ lót sinh học thì khi mà bạn xịt thuốc sát trùng thì bạn không được phun lên trên độ lót sinh học. Nếu bạn phun trên độ lót sinh học thì sẽ diệt luôn cái vi khuẩn. Cho nên là khi bạn xịt thì bạn chỉ được phép xịt lên tường hoặc là xịt ra ngoài hành lang, xịt ra ngoài sân chơi thôi. Đấy, phải lưu ý như vậy.